Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đã về tới nhà rồi đây. Giờ mình đang ở ngoài khu vườn nè. Khu vườn mình sau Tết. Đây, mình mới dọn hết luôn. Nhổ lên hết. Để mình trộn đất lại, mình trồng cho cái vụ mới. Còn chừa lại mấy bụi ngò gai. Tại vì đây mình để ngò gai thì mình để ở đây, ô này mình làm luôn, kiếm đất. Chứ mình trồng thêm mấy cây cần về lá nữa. Còn mấy kia mình mới vừa đổ lên mình vừa trộn à. Ngày làm miếng tại vì nhà có 2 mẹ con, mình cũng mẹ mình cũng hay đi bán cho nên ngày mình ra làm chút 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 chút. Không biết giờ hôm nay là quay đánh dấu cho các bạn xem là ngày hôm nay bắt đầu làm nè. Bắt đầu là hôm qua rồi. Thì để coi đến bao lâu rồi thì xong cái khu vườn này. Lúc trước mình làm cái khu vườn này là 2 tháng trời á. Khi mà lúc mà trộn đất cái đổ đất đâu nè. Mấy cái đất này đó mình phải tại vì ở dưới cái nền dưới là nền cát á cho nên mình phải móc lên mình trộn đất mình để xuống rồi mình lắp mấy viên gạch này. Cái bụi sen của mình đó, hôm nay nó tàn rồi và đang ra lá mới ngoài á. Còn thì là thì giờ mình chưa có làm tới cho nên mình để nó đi, mốt mình lấy hộp luôn. Định trồng ăn lá mà không ăn cái để già. Bây giờ thành bông luôn á, chụp hình nó đẹp lắm á. Bên khu bên kia dọn trống, bắt đầu mình sẽ làm từ 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 mình làm quanh tính kia luôn. Để bây giờ mình sẽ hái ớt với ngò gai vô cho mẹ mình nấu canh chua. Nay nhà mình ăn 2 món đơn giản. Hôm ngày xong Tết với đám giỗ ăn nhiều thịt cá rồi. Nay mình làm món đơn giản mình ăn. Cân bằng lại. Thực đơn bữa nay có 2 mẹ con mình là cái này đây, như đây 10.000 da heo, cái này như mẹ 20.000 tép 20.000 tép khô con thì khô của dì chính chị cho chính tặng bữa mùng mấy ta, như mùng bảy 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 với dì chính chính đâu xuống chính á, cho được mấy con khô này mình đem mình nấu canh chua với này mình găng mình ăn đó. Xong bữa cơm 2 mẹ con 30.000 thôi 30.000, nhưng mà tính ra nếu tính khô nữa thì nếu mua nữa thì cũng sẽ có khoảng 50 bạc. À, bông súng bữa hổm trồng quá trời luôn, cá nó làm hết trơn, cá nó làm cá với ốc làm hết trơn nên phải giờ phải đi mua. Mà giờ cái mương mình hết trồng bông súng được rồi, cá lớn với ốc lớn nó ăn quanh tạc nguyên bộ xuống chào bá, nó ăn tốc độ luôn mà. Bình nhân gấu, bình nhân gấu mặt mày đía sợ vậy ngứa hả? Ngứa gì vậy? Ngồi xuống đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Cái mỏ gì đang đen nhìn mắc cười. Nén đầu quanh quanh đây. Nén, nén đầu đây. Đang gãy rồi. Khô này nấu canh đó, thì mình sẽ cắt gà mình luộc nó trước. Mình nấu một con thôi. Với tiếp gan nó đủ 2 mẹ con ăn này. Luộc nó trước cho nó bớt mặn với nó mềm đi. Rồi mình nấu canh nó nhanh hơn. Luộc tầm khoảng 50 phút gì đó. Rửa nó ra mà. Phải rửa lại chứ. Rửa mới luộc. Cái này phơi vô khi nó này kia. Cái da heo này mình luộc trước khi mình làm mình luộc nó rồi. Mẹ mình luộc sắt rồi ra. Giờ ướp chung luôn cho thấm. Hồi nãy mình luộc mà không có để nước mắm. Ủa muối bột ngọt. Mình ướp nước màu. Các bạn nào biết cách thắt nước màu của mẹ mình chưa? Thắt tiết kiệm. Đẹp nữa. Ừ. Lúc trước tưởng đâu không ai coi bây giờ cũng được đâu 10 mấy 20 ngàn ôi, coi rồi đó. Vậy hả? Mẹ không có ai xem. Được 10 mấy 20 ngàn gì vậy? Ướp về sẵn rồi bắt đầu bắt tỏi với cái hành đồ lên. Xào một cái bắt đầu. Hôm nay mình có bột nước ngọt. Màu, bún bột ngọt. Cái này tép này mà không để nước mắm nè. Nghĩa là làm muối hả? Mày để nước mắm là mẹ sẽ bị khai.
mắm mà chung khi mày ướp á, làm muối con phải dặn chút nước mắm, mắm này chừng khỏi mày khỏi nước mắm cũng được, khi mày gan gần chín mày bẻ miếng đường cho nó áo cái nó ngon lắm, không ngoài ngọt ngọt mà trong mặn mặn. Nước sôi mình sẽ để khô vô mình luộc, luộc tầm 50 phút gì đó cho khô nó mềm. Trong đây mình có cho thêm miếng giấm các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt hành với tỏi mình lên, mình xào tép với da làm lược luôn hả mà. Tại da mình luộc luộc trước rồi. Xèo xèo. Da nhiều con tép nè. Nhiều hơn. Mà da ăn ngon hơn. Da ngon hơn tép à. Bà da có 10 ngàn à. Không phải ăn da. Da nó béo. Không nha. Đâu có miếng mỡ nào đâu mình ăn. Giòn giòn béo béo. Vô quá. Nhà có để nước không mà. Ừ. Chắc thổi quá. Thổi. Ghi lại để hoài đó. Tép hỏi cũng ra nước nè. Ừ. Còn cái phần khô này mình luộc xong rồi đây. Rồi bắt chanh nấu chua là lẹ lắm. Nay đơn giản, lẹ làng. Ghẻ nữa. Quan trọng là ghẻ nha. Ghẻ mà ngon nữa nha. Ghẻ mà ngon. Sợ vậy để đường vô. Để đường vô đặng cho nó ngọt ngọt ở ngoài, mặn mặn trong. Đó. Lúc mà hồi nãy thì mình chưa để đường. Giờ mình để nè. Bây giờ mới để. Cho những bạn nào thích ăn ngọt á, để vô cái là nó cái ngọt, vị ngọt 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 ở ngoài không không, cái mình cắn ở trong nó mặn rất là đã luôn. Mặt mà vô đưa vô cái màn hình là thấy tới thui à, không sáng lên nổi. Nghiêng nghiêng đầu rồi. Nhìn nghiêng nghiêng cái đầu nó lì á, la nó cái nó chạy nó nhìn mình nó nghiêng cái đầu nhìn nó đía thì sợ. Ngồi xuống, ngồi ngồi chứ không kêu chòm. Ngồi xuống lắc đầu. Nước sôi để khô vô. Canh chua khô bốn súng này mình nấu với me. Con súng này mình chẻ ra về. Chẻ ra cho công. sạch. Đó. Con súng mua nhiều khi không biết trọng đâu. Cái dừa, hai cái dừa nó hư à. Đấy, cái cây bên kia mà. Đặt nữa để mượn gì chín coi có đặt về lùng coi. Những gì dứa, cây gì dứa mình trồng. Thơm thơm uống. Để coi gì gì chín như đợt đó có gì dứa mà. Gì dứa vừa sáp rồi. Mày sáp trồng chơi chứ có ăn được đâu. Ngán cái một. Chứ cái dụng ở đây mình không có trồng được. Hồi xưa với ngoại mẹ ăn đâu có ngán, tại sao giờ ngán dữ vậy? Đây đó mẹ nhỏ. Nhỏ cái gì mà ngọt ngọt béo béo không phải. Ừ. Giờ thấy ngán rồi. Đụng xuống cái chạy ra. Đó thấy bánh đồ thấy phái rồi. Nước sôi bắt đầu mình để me lên. Cái cá nó chín chín cái mình mềm á. Cái mình để bông súng vô, nêm nếm. Bông súng để vô cái là nêm nếm sơ qua sơ lại nhắc xuống à. Chuyển màu liền. Để vô chuyển màu liền. Để nó vô. Ngồi gai và ớt vào. Thơm phức tắc liền. Để này vô cái là thơm à. Đây, hai món của mình xong rồi. Tép gan giá heo và canh chua khô cá lóc. Ngon lành. Rồi mời các bạn dùng cơm nha. Rồi cơm xong rồi mọi người dùng cơm với gia đình mình nha.
mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình. Không gà đi đâu cái mời câu đó ai cũng cười. Mời cả nhà, mời cả nhà dùng cơm, gặp bữa dùng cơm. Nè, cái này làm gà gam này ngon lắm, mặn mặn ngọt ngọt lắm. Có kéo dây vậy? Để miếng da vô anh đánh tép vô ngoài nó ngọt, cắn vô bắt đầu gì nó mặn ở trong đó, nó gà rất là ngon, ăn hoài không ngán luôn á. Dạ cơm á, ngà dở quá, thả diều buồn, thả diều nửa tháng nữa cắt luôn, mười bữa nửa tháng nữa. Nhớ nhỏ đi học về chiều với là về học về thay đồ ra lượm xài đi đá banh, thấy nhiều cái chiếc đá đằng sau nè, tích cái xài bắt đầu tốt rồi, tích ha cái nậu bắt cân nè. Đó, nhà mình có cái trồng cây xài mà bự hết sức cả lão nhưng mà cũng vẫn có trái nha. Còn mấy xài sau này đợt sau này mà trồng chứ mình xài ghép á. Bự bự vậy không có, nếu mà không có cách xử lý là nó không có cây trái luôn á. Hồi trước là tới mùa là ra trái ra không? Nó mới có trái. Cái quả lộc của mình đó. Không chứ đâu có thịt đâu gì đâu. Cây ở ngoài đó đó. Cây thịt con heo á, cây ngoài bự á. Hồi xưa á. Hết sức bự luôn, nó mùa là ra trái à. Còn giờ mấy cây mà ghép giờ là ai cách xử lý. Cây đó hồi đó mẹ về có rồi đó, hồi đó trầm hột hay gì hột chứ người ta làm mình có sao biết ghép. Mấy cái dòng họ cũng lâu ăn nhưng mà ăn là chất lượng. Ăn nó bền, cái cây nó bền. Là mấy cái ghép như hầu như là bị vậy năm à. Trên sáu nó mít thái ăn. Già là mình thái vô. Chứ không để chín nó bị hư cây. Mít dài là thấy rồi. Cái trái mít qua hôm mình còn hai trái hư trái luôn, hư luôn khổ ăn luôn. Ủa rồi tết đi tới lui á không có dòm thì không ra dòm nó không ra thăm nữa. Về ngoại mình thì khoảng chạy khoảng chừng 20-25 phút à, chạy đường nhưng mà đường nhỏ nha, chứ không phải chạy đường lớn, cái trong đường vườn á đường nó gần hơn, phải chạy đường lớn nó khoảng 30-40 phút rồi. Chạy đường vườn thì chậm 40-50 à, 40-50 km trên giờ á, còn nếu chạy đường lớn khoảng 50-60 mấy là 30-40 phút nha. Mẹ chạy 1 tiếng thôi. Còn nếu mà chạy đường lớn mà như tốc độ như đường vườn là có tiếng á. Đến là 20 cây rồi, đường vườn có 19 cây à. Nên có nhiều bạn hỏi đi vậy rồi nhà ăn gấu ai cho ăn? Thường á sáng mình cho nó ăn xong rồi mình đi rồi tới chiều tầm 3-4 giờ gì đó, còn mình hoặc mẹ mình về nhà. Còn nếu mà ngày nào mà không có về đâu á, thì có hàng xóm, mượn hàng xóm cho giùm. Mình nấu cơm nấu đồ ăn rồi rồi sẵn á, để cái để vào đây nè, cái tím bên xào và bỏ chan, lấy cái
Nhờ vậy mà chó nhà mình nó hiếu khách lắm, gặp ai nó cũng mừng. Đi qua hoài nó quen. Nhưng mà mấy con chó mà giữ đã giữ á, tao huấn luyện là chỉ chủ cho ăn thôi. Huấn luyện như vậy á, biết mà biết làm gì không? Tránh bị thuốc á. Vì ta dùng thuốc là làm sao ta bắt á. Mấy chó vậy không? Là con biết cách huấn luyện gì luôn á. Ví dụ như mẹ cho nó ăn, trong thường cho ăn bẫy cái tô nó ăn nha, không có dùng ngoài đất. Cái mà bữa nào mà kêu người khác người lạ mà làm cái cục đó cho nó cay thì cay, cái đường người lạ dục xuống đất nó ăn vài lần là nó sợ, nó bị cay, nó bị cay nó sợ. Mà từ đó người, là cái người lạ là cho ăn nó ăn, dục ngoài đất nó ăn luôn. Mà cách đó huấn luyện nhìn cho những con mà chó thôi, mà con nhỏ nhỏ con nhà làm giống á, có ăn gạo vậy nuôi hai con ra ngoài dớt chưa mà ngồi biết, cũng biết ngồi đặng gì không, nhục chuối làm như nhớt vậy, dầu nhớt của gì đó mỡ bò. Là cái con nhớ đâu, hai mẹ con chó mà đẻ ra con còn mà bánh. Đưa ta nói chó đẻ con giàu, mà chó mình nó đẻ con à, mà chó đó là chó cái mà bị nâng luôn, nâng từ nhỏ luôn là nó không sinh sản được. Hai mẹ con mập lắm nha, cái hàng gạo đây là sáng kiểu như bắt giết xong cái nó bắt không được cái gì, thuốc xong bắt không được cái gì bỏ lại, bắt sáng hai con nằm hơi thay tội nghiệp. Mà mẹ dòm toàn làm mỡ bò không à? Trộn gì á, con thấy giống như cục mỡ bò á, như đồ chuối vậy, nó như mỡ bò vậy. Mẹ hủi vậy. Thuốc mà đem hủi. Nghe mùi mỡ bò. Bởi vì mẹ cái gì mẹ hủi. Thuốc hủi người chết luôn rồi sao? Sao chết? Độc mà chết, giết chó chết mà. Con sẽ mất sức khỏe mình. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video của hai mẹ con mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem video của gia đình mình. Xin chào các bạn. Chào. Nồi đó.